Hàng Hoa Lan của mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên hàng bên con xin giới thiệu với các cô chú một cái mặt hoa kiều đột biến nha cô chú. Và đây là cái mặt hoa kiều trắng đột biến nha. Và cây bên con thì cái giò này bên con là cây lớn nha cô chú. Tách mới thì tách tiết ra. Số điện thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và sau đây con sẽ giới thiệu với các cô chú mình một số cái hình cây kiều trắng. Và ngày hôm nay thì bên hàng bên con vẫn còn free ship ha. Mình các cô chú mình thích thì mình cứ nhanh tay sưu tầm đặt hàng nha cô chú, kiều trắng đột biến. Và đây là cái hướng kiều trắng đột biến mã số 1 nha cô chú. Mắt nó đang sưng rất là sáng nè và đang lên rất là nhiều mầm. Cái dòng kiều trắng này thì nó rất là mau đẻ con nha cô chú. Và cái thân này thì nó đã bắt đầu đứng ngọn rồi. Thân này đều đứng ngọn hết rồi cô chú. Đang có tổng cộng là 2 4 thân lớn nhỏ. Và giá tiền của nguyên giò này thì bên hàng bên con đang bán ra nguyên giò luôn, nguyên cái hướng này luôn là 1,3 triệu. Và thân này tầm khoảng có 30 cm nha cô chú. Từ gốc á, mà lên tới cái ngọn như vậy nè là 30 cm. À, đây là cái cây nha cô chú. Nhận hàng thanh toán tiền gửi bưu điện cho các cô chú luôn ha. Cô chú nào ở miền Bắc thì tầm 2-3 hôm thì hàng sẽ tới. Đây là kiều trắng đột biến. Mã số của nó là mã số 1 nha cô chú. Và giá tiền của nguyên giờ này bên hàng bên con đang bán ra là 1,3 triệu kiều đột biến. Đây là kiều trắng đột biến mã số 2 nè. Và cái hướng này cũng đã bắt đầu đứng ngọn rồi. Là ba thân này tầm khoảng có 30 cm ha. Một hướng như vậy tầm khoảng 3 thân nè và 3 thân lớn nha cô chú. Mắt ngủ đang sưng mắt lên nè, chú thấy chưa? Đó, đang có rất là nhiều mắt đang sưng lên luôn ha. Và giá tiền của cái hướng này bên hàng bên con đang bán ra đó là 1,3 triệu nha cô chú. Hàng này là hàng chuẩn hoa và chỉ có một vài hướng thôi. Đây là kiều trắng đột biến, hàng này là hàng của Thái ha. Và cái mặt hoa của nó không thua gì hàng rừng nha cô chú. Mình để khó để nhận biết hàng Thái và hàng rừng lắm. Mã số là mã số 2, 1,3 triệu. Tiếp tục đây là mã số 3 nha cô chú. Mắt ngủ đang sưng rất là sáng nè cô chú. Và nó làm một cọng đầu kèm theo là một cái thân cọng đuôi nhưng mà nó có vẫn còn mắt bình thường ha. Và thân cọng đầu này thì vẫn còn đang đi ngọn của chú và cọng sau đứng ngọn rồi. Kích thước ở đang dài tầm khoảng 30 luôn. Và mã số là mã số 3 ha cô chú. Đây là kiều trắng đột biến mã số 3. Giá tiền là 800 cho mã số 3 kiều đột biến. Và đây là hướng mã số 4 nha cô chú. Mắt ngủ đang lên rất là nhiều mầm nè. Đó. Mắt rất là sáng ha. Và cái giò này trước mắt thì lên tầm khoảng 3 mầm rồi đó. Và giá tiền nguyên giò này bên hàng bên con đang bán ra là 1,3 triệu luôn. Mã số là mã số 4 ha. Kích thước ở đang tầm khoảng 25 cm nha cô chú. Mã số là mã số 4, đây là kiều trắng đột biến. Và giá tiền của nó là 800, mắt ngủ đầy đủ nha cô chú. Đã đứng ngọn rồi, mã số 4, 800. Và đây là mã cuối cùng nha cô chú, đây là hướng đầu nè. Hướng đầu này thì nó cũng có là mắt đang sưng lên. Và giá tiền của nguyên cái hướng này thì bên hàng bên con đang bán cũng bán ra luôn là 800. Và mã số là mã số 5 ha. Một thân đang đi ngọn, dầu phân đã đứng ngọn rồi. Kích thước thì tầm khoảng cỡ 25-26. Mã số là mã số 5, 800 nghìn. Đây là mã số cuối cùng nha cô chú, kiều trắng đột biến. Hiện tại thì bên cái hàng bên con chỉ có 5 hướng duy nhất thôi. Số điện thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ phường 4, Tuyến Chánh, Tân An, Long An.